Nè, cô là ai vậy? Tại sao cô có chìa khóa nhà này? Tôi hỏi cô mới đúng á, cô là ai mà cô hỏi tôi là ai? Tôi là bạn gái của anh Trí, là chủ nhân của căn nhà này. Chủ nhân? Chủ nhân là chìa khóa đâu, xong từ mở cửa vô nhà đi đứng đây chi vậy? Thì tôi để quên ở nhà rồi. Mà tôi hỏi cô là ai sao cô không trả lời tôi đi? Nó nghe nè, cô không có nghĩa vụ phải trả lời cho cô ha. Tôi với cô không quen biết gì với nhau hết trơn á. Cô với ông Trí mà có chuyện gì á thì tự gọi điện cho ông giải quyết đi. Được rồi, tôi phải làm cho ra chuyện này mới được. Alo, anh Trí hả? Em đang trước cửa nhà anh luôn nè. Mà trước cửa nhà anh á, có nhỏ nào như một thằng đàn ông vậy á, nó làm khó làm dễ không có cho em vô nhà. Cái gì? Vợ sắp cưới của anh đó hả? Anh có bị điên không? Anh nghĩ sao mà anh đi cưới đó vậy? Tôi hận anh. Tôi cũng hận cô. Điên